Một võ sư, võ sĩ hay thậm chí một người bình thường thôi liệu có thể một mình chống lại 10 kẻ địch cùng lúc như trên phim không? Đây gần như là một điều không tưởng. Trên thực tế, nếu tình huống này thực sự diễn ra, nó không thể nào là một trận đối khá hay đánh đấm, mà là một vụ đánh hội đồng với nhân vật chính dũng cảm ấy là nạn nhân đáng thương. Tại sao lại như vậy? Chúng ta có thể làm gì khi chẳng may rơi vào tình huống phải chống lại nhiều người cùng lúc? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết Liệu có thể dùng võ thuật chống lại 10 người cùng lúc không? Của tác giả Fighting Styles được đăng trên website Spider Room nha. Trước hết, phải bỏ ngay cái suy nghĩ sử dụng tài liệu từ những bộ phim võ thuật với những phân cảnh một mình cân tất rất mãn nhãn mà các bạn đang nghĩ đến. Mình tin rất nhiều người xem và tin một cách mù quáng về hình ảnh mà những phim này tạo ra. Đây là một tình tiết rất dễ đoán và rất hay được sử dụng trong giới điện ảnh hành động võ thuật, ảnh hưởng tới tiềm thức của nhiều người. Chẳng nói đâu xa, có thể nhìn ngay các thế hệ Việt Nam chúng ta, ngay từ bé đã rất nhiều người tiếp xúc và chịu ảnh hưởng từ các kiếm hiệp, Kim Dung, những bộ phim võ thuật Hồng Kông, những chuyển kỳ thiếu lâm tự, những vịnh xuân quyền, vân vân và vân vân. Dĩ nhiên, phân cảnh hành động chống lại nhiều người vốn không thực tế khi mà mục đích chính để làm nổi bật năng lực, hình ảnh, khả năng bá đạo của nhân vật chính. Những bộ phim võ thuật hiện đại cũng rất thích khai thác phân cảnh này. Phim hành động bom tấn Hollywood cũng như vậy. Họ rất thích sử dụng phân cảnh một mình cân tất. Bởi vì có ai lại không thích Neo trong ma trận hạ gục cả chục bản sao của Agent Smith, Captain America đánh bại quân đội nội gián Hydra trong thang máy, hay một mình Batman cân cả quân đoàn trong nhà kho cơ chứ. Nhưng sau tất cả những gì chúng ta xem, đó chỉ là phim được biên tập, được chỉ đạo bởi đạo diễn, diễn viên và tuân theo sự dàn dựng trong kịch bản. Trong khi đó, võ thuật thực sự thì cần phải nhanh chóng và hiệu quả, không có những động tác thừa và hào nhoáng như cái cách phim ảnh cần thể hiện cho khán giả xem. Có một điều rất nghịch lý ở đây là mặc dù các đạo diễn mong muốn thể hiện tính thực tế trong những cảnh đánh đấm, thì rất nhiều nơi các thầy dạy võ dạy một mình cân tất, ai có cách thể hiện cực kỳ huyền bí bằng thứ năng lượng vô hình nào đó mang tính tâm linh, chẳng hạn như dùng khí công để hạ gục đối phương, có cách nào bạn đang luyện phép thuật không? Vậy nếu xét yếu tố thực tế thì làm thế nào để một người duy nhất có thể chống lại được chục tên địch? Nếu thực sự chuyện này xảy ra thì bạn phải có ưu thế hơn với những tên kia, tức là bạn phải biết kỹ thuật chiến đấu hoặc phải có trang bị vũ khí, còn mấy tên kia là phải tay không hoặc là chẳng có kỹ năng đánh đấm gì cả. Bên cạnh đó, bạn và bọn chúng phải không chênh lệch quá nhiều về độ tuổi, cân nặng và chiều cao. Vậy thì trước hết, một khẩu súng cá nhân cơ động là vừa đẹp, tệ lắm thì cũng phải là một khẩu bán tự động. Trước khi đi tiếp thì Spider Room có một thông tin rất quan trọng cần chia sẻ với các bạn. Đó là Talk Show, em út của nhà nhện Spider Room mới đây đã có màn debut và sẽ là điểm dừng chân tiếp theo cho những khán giả đam mê podcast. Talk Show sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm podcast thông qua 3 show chính là Society, podcast dùng góc nhìn khoa học để lý giải thế giới với khách mời là những thạc sĩ, tiến sĩ có tiếng trong từng mảng. The Creator, podcast đào sâu vào hành trình và bí quyết thành công ở mảnh đất làm sáng tạo. Và thứ ba là A Bittersweet Life, nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện đắng cay ngọt bùi của cuộc sống để giúp người nghe cảm thấy yêu đời hơn. Link dẫn đến talk show sẽ được chúng mình để ở dưới phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì quay trở về với chủ đề chính ngay thế nào. Súng là vũ khí chết người đáng sợ và chỉ cần một phát bắn chỉ thiên là sẽ làm chùn bước bất cứ ai dám có ý đồ xấu với bạn. Nhưng không phải quốc gia nào cũng phổ biến súng đạn cá nhân một cách bừa bãi, thiếu kiểm soát như mẹo. Đã vậy, sử dụng súng để hạ nhiều người cùng lúc không khác gì thảm sát. Vai trò người tự vệ chính đáng nhiều khả năng sẽ đổi trở thành kẻ giết người. Vậy, vũ khí lạnh cận chiến, sắc bén hay vũ khí cùn thì sao? Đao, kiếm, dao phay, mã tấu, các thứ cũng nguy hiểm không kém. Sẽ là một cuộc tăm máu dù chỉ hiệu quả khi hạ từng tên một. Còn vũ khí cùn như gậy, chùy, chày, phải đánh nhiều đòn hung bạo liên tục mới hạ được một người. Có lẽ không đạt tiêu chí. Nhưng nên nhớ là với lợi thế chục người, chúng thừa sức xông vào tước vũ khí của bạn. Sau cùng, nghiêm túc mà nói, những gì bạn thực sự nên làm đó là chạy. Kể cả không thành công, hãy đi tìm thứ gì đó làm vũ khí, cầu mong chúng không có gì trong tay. Mình biết đó có lẽ không phải là những gì bạn muốn nghe, nhưng đó là điều thực tế nhất bạn có thể làm. Sẽ có những lúc ai đó bị hội đồng với hơn 10 người vây giáp, những cuộc chiến thanh trừng kiểu xã hội đen, tranh chấp và mâu thuẫn không cân bằng như này thực sự không hề thiếu. Thực sự không có bất cứ môn võ nào dạy bạn khả năng kỹ năng chiến đấu với chục người cùng lúc. Tất cả môn võ cổ truyền giảng đạo chân lý chống lại với nhiều người tay không cũng là điều vô lý sao rỗng. Đến bản thân môn võ hiệu quả và tối ưu cho quân đội như là Krav Maga cũng chỉ dạy bạn cách thoát thân thay vì cố đấm ăn xôi. Tuy nhiên, vẫn có những chiến lược sống còn mà bạn có thể sử dụng để đạt được hiệu quả tuyệt vời. Về cơ bản, bạn phải vững vàng, di chuyển liên tục, cực kỳ cảnh giác, đánh mạnh và nhanh gọn. Thành thực mà nói, không nên cố gắng chiến đấu với hàng chục người trừ khi có lợi thế vũ khí hay hoàn toàn không có lối thoát.
Dù sao, có một số điều bạn nên làm để giúp bản thân có cơ hội một mình cân tất cả. Và trong trường hợp chỉ có tay không đối đầu tay không như sau: không chơi bắt vật, vì điều này sẽ cuốn bạn với một đối thủ duy nhất và tạo cơ hội cho những kẻ còn lại nắm thóp bạn. Liên tục di chuyển ngăn cho chúng không bao vây và giữ một tầm nhìn bao quát hết để không một kẻ nào có thể đứng sau lưng bạn, bởi nếu có thì cuộc chơi chấm dứt. Không dùng những cú đá cao, bởi vì đá cao rất dễ mất cân bằng, cuối cùng là bị ngã, quay lại và bị ăn đập. Để sử dụng đòn đá hiệu quả tốt hơn là đá thấp, chẳng hạn như đá bằng đầu gối, đá vào háng. Tránh vung các đòn lung tung và cũng cần đảm bảo mình không bị kiệt sức quá nhanh. Đảm bảo mỗi cú tung ra được thực hiện có thể knock out ngay lập tức. Nếu bạn có thể hạ gục bằng một cú đánh thì tuyệt vời. Còn nếu không, ít nhất hãy làm tê liệt và bị thương khiến kẻ đó không thể tham gia cuộc chơi ngay lập tức. Có thể lấy ví dụ bằng một vài môn võ điển hình có tác dụng đối kháng thực dụng nhất hiện đại xem sao nhé. Cứ giả định nếu áp dụng với kỹ thuật boxing, bạn phải đấm toàn bộ sức vào đúng hàm của đối thủ nếu muốn knock out đối phương. Nhưng điều đó có nguy cơ gây gãy các đốt xương bàn tay. Nếu cú đấm không tới, đá thấp Muay Thái, Karate hay Savate sẽ lý tưởng hơn là những cú đá cao, rất dễ mất thân bằng. Nếu hắn áp sát và ôm thì đấm đá là vô dụng. Những đòn vật của Freestyle, Judo, Sambo hay Khóa Xiết BJJ hiệu quả hơn trong việc khống chế kẻ thù. Nhưng không chỉ một mà tới 2-3 tên trở lên thì vật khóa xiết sẽ trở nên vô dụng, mà có thể dùng kỹ thuật đánh đứng như là boxing hay Muay Thái chăng? Ngoài đời thực, có rất nhiều tình huống một mình cân tất được ghi lại. Thử xem hết video đó, bạn sẽ bất ngờ khi biết những lời khuyên kể trên đều rất thực tế. Hầu hết nhân vật chính trong clip đánh thực đó khi phải đối mặt 2-3 tên trở lên để sử dụng kỹ thuật thuần đấm boxing. Họ có những cú ra tay rất là chính xác, nhanh chóng, khả năng hạ gục với chỉ một đòn. Mình không có ý đề cao boxing, nhưng những tay boxer này áp dụng thực sự có hiệu quả. Không biết liệu có đủ để tiếp chiêu 10 người hay không, nhưng ít nhất chúng cho thấy hiệu quả để đối phó với kẻ địch ngay cả khi chúng đông hơn. Điều này cũng rất thú vị và hiệu quả với những bộ môn áp dụng tốt kỹ thuật đấm boxing như Krav Maga, Tán Thủ, Sambo hay Kyushin Karate. Và đó là toàn bộ nội dung bài viết. Các bạn có suy nghĩ thế nào về nội dung này? Hãy chia sẻ với chúng mình trong phần bình luận bên dưới. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy like, share, subscribe cho kênh YouTube Spider Room và đừng đấm 10 thằng khác. Đồng thời bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Peace!